Hello anh em, chúng ta hôm nay lại tiếp tục hành trình của Cloud. Như trong phần trước thì chúng ta đã đánh xong cái cỗ máy cùng với Tifa và Barret. Nhưng mà sau đó thì do một tai nạn nên mình đã ngã xuống đây rơi đúng vào cái đám hoa này. Và cảnh tượng thì cũng rất quen thuộc, giống như ngày xưa Jack đã cũng ngã đúng vào cái đống hoa này của Aerith. Nếu mà anh em là fan của cái dòng fan 7 này thì đương nhiên là biết Jack là ai rồi. Và mình nghĩ là bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cuộc hội thoại hơn, và cái clip ngày hôm nay sẽ không có nhiều những trận chiến đâu. Mà trong clip này chúng ta sẽ đi vãi nồi. Đánh nhau luôn à? Anh ta là vệ sĩ của tôi. Ở chỗ này như kiểu một cái nhà thờ bị bỏ hoang vậy. You've got the eyes at least. You don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from merc stuff, right? I guessed. From the sword. Just do this for me, okay? Làm ơn, hãy làm điều này vì tôi. Fine, but it'll cost you a lot. Được thôi, nhưng mà sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Vãi là gái gú mà. Gạ là trả công mình bằng một ngày hẹn hò, vãi trưởng ạ. If you're gonna bullshit me, at least try to make it believable. Láo với tao. Té đi, để tôi lo thằng này. Cẩn thận hồng hoa. Ôi dạ, có lẽ mình sẽ phải thịt cái bọn dâu ria trước. Cứ tưởng không đánh nhau cuối cùng. Bắn tao à? Láo. Có xuống đây đánh nhau không? À nữa à? Nếu mình nhớ không nhầm thì bọn này nó sợ lửa. Mình sẽ cho một quả Fira. Fira! Lão này. Lão này. Ủa. Kinh quá, kinh quá. Nào, vào đây. Ai à đâu? Ơ kìa. Thằng nó cao tơ mình anh em ạ. Được, ta sẽ dùng phép. Tao dùng phép. À, đâu. Đâu. Chém thôi. Né hết à? Ai trưởng. Đánh thế ai chơi? Hỏng rồi. Hồi máu cái đã. Thú dữ rồi. Không đùa được. Mày đánh trượt tôi gì? À rồi, mình sẽ có vẻ đánh vẻ lừa lừa nhau một tí. À đau. Ô khỉ. Lại dính rồi. Được thế nhở. Ok.
Đỡ đi. Ờ, đỡ cũng bị dính à? Anh đánh kiểu gì? Ta đỡ xem nào, đỡ khi nào mày ra đòn thì tao đánh. Cay nhở? Hồi máu cái đã. Chưa biết đánh kiểu gì. Đau. Ơ kìa. Mẹ thế vẫn dính, bó tay. Thôi, limit thôi. Chém nó. Chà mày. Sang phase 2 rồi. Đánh kiểu khó chịu ấy. Bây giờ nó cứ né mình thì đánh kiểu quái gì. Đau. Nữa đi, nữa đi. Hồi máu game chết. Nguy hiểm lắm. Sai nữa. Gì vậy? May, tao bắt được rồi. Láo à. May, tao bắt được rồi. Lẽ ra mình nên dùng counter từ đầu anh em ạ. Tức là cái khoảng counter của con game này rất là rộng và rất là dễ để counter thôi. Nên chờ nó tấn công mình trước, sau đó mình counter lại là đánh được nó. Chứ mình cứ chém nó trước, nó cứ né thôi. Cái gì đây? What? Đây thằng này tên là Reno. Kiểu có một cái gì nhỉ? Có một cái hội mà làm việc cho cái bọn nào ấy, quên tên rồi. Mà bọn nó luôn là mặc đồng phục là vest đen. Rồi còn cái bọn này nữa chứ không hiểu là cái gì luôn. À, chúng ta sẽ chạy thoát khỏi cái đống này đúng không? Không đi vào đây được này. Trời ơi, trong đây có một cái material mà không vào được. Mình nó đang dẫn lối cho mình đúng không? Mình phải đi theo đường của mấy con ma này. Đi xuống xem sao. Không xuống được. Phải đi vào lối đấy. Nó không cho mình quay camera đi chỗ khác à? Ơ vãi. Ơ, nó cứu này. Một con nó cứu này. Tức là có vẻ như bọn này nó không hề có ý xấu mà nó đang giúp mình, hướng dẫn mình đi làm một cái gì đó. Theo như chỉ dẫn của bọn này. Item.
Talisman. Đi kiểu gì? I'll go first. Come on. Come on. Nothing. Rồi. Mãi bây giờ quân lính mới vào được. Vãi nồi. Bắn luôn mới ghê chứ. Tức là bọn này nó muốn bắt con này và phải bắt nó sống. Và bây giờ mình phải làm một cái gì đó. Đây. Chúng ta sẽ đi đến chỗ cái bóng đèn và thả bóng đèn xuống, đúng không? Kịch bản là thế rồi. Thề luôn, sao không đứng từ ngoài xong dùng kiếm khí chém phát khỏe ngon không? Là xong mẹ rồi. Lằng nhằng. Chém. Chạy đi. Giờ mình phải đu về à? À đau. Đừng bắn tao. Bọn này nó không, bọn lính này nó không biết dùng cầu thang hay sao vậy trời. Xem dưới này có gì không đã. À không còn gì à. Nhấc cái tủ này lên rồi đi qua. Rồi, đến nơi rồi. Đi thôi. Đưa nhau đi trốn thôi. They're in the attic. Should we pursue? Thôi, để chúng nó đi đi. But sir. Partners got it. We are out. Beginner's luck. More of those things. It's like they're guiding us. Stay close. So cool. Đây là tầng áp mái, như kiểu cái tầng gác lửng của một cái căn nhà, cái nhà thờ ấy. Ô, vẫn chưa thoát. Đừng bảo lại rơi lần nữa nhá. They gone? Yeah, think so. What are they? I think, actually, I don't know. Let's just go.
Rồi. Okay. Ra ngoài rồi. For crossing the rooftops. See that pillar over there? The station right by it. Shall we mosey on over? Let's. Rồi chúng ta sẽ cùng đưa nhau thoát khỏi đây bằng cách trèo qua những cái mái nhà. So, what's next for you? A little bit of bodyguard work. Bắt đầu những cái màn tán tỉnh nhau đây. Sector 7 slums. You know how to get there? Yep. Of course you do. That suit from earlier. He was one of Shinra's Turks. Bọn ấy tên Turk. Turks. Hey, don't Turks keep an eye out for potential soldiers and stuff? They do more than just scout for candidates. Turks get called in to handle all kinds of situations with extreme prejudice. Như kiểu đặc vụ. Professional bad guys. Gotta love them. Back to my question. So what's he to you? Looked like you knew each other. Maybe he thought I could be the greatest soldier yet. Forget it. Hmm? You mad? Iris này vui tính vãi. Cô bé bán hoa. Careful. Not a lot of room. Gotcha. Thanks. Quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Thế tính là từ đầu đến giờ mình đã đi hẹn hò được với ba em rồi còn gì nữa. Tifa này là cô bạn hồi thơ ấu này. Rồi mình đã lái xe chở Jesse đi về thăm bố mẹ này. Bây giờ thì cùng đưa Eric băng qua những mái nhà. Tôi cũng không biết bây giờ tôi đang đi đâu nữa đây. Leo lên rồi lại leo xuống. Surprised if you had. It's honestly kind of exciting. Well, first time and all. Giọng Eric hay vãi. Cute. Tôi thề luôn cái kiểu thiết kế này thì chỉ ở trong game thôi chứ làm quái gì. Ngoài đời có cái kiểu thiết kế để cho người ta đi lên trên mái nhà như này bây giờ đâu. Yeah. Đây, chỗ mình cần đến là cái kia đúng không? Nhưng mà lên đấy để làm gì? Tưởng là mình đang cố thoát ra khỏi đây. Như nào? Give me a moment. À, sợ. Sợ. Úi dồi, tí xòe à? Don't just run off on your own. Those are the words of a soldier candidate. So petty. Tỏ ra yếu đuối. Cloud thì mỉa mai lại. Đoạn này như kiểu một cái đường dây nhỉ? Đấy, đúng rồi, đường dây mà. Một trong số những cái giây phút cảm thấy yên bình nhất từ đầu game đến giờ. Từ đầu game giờ chúng ta có khủng bố này. Nope, no one to get mad if we make noise. Các thứ. Đúng rồi, đi đòi nợ, đi bắt mèo, đi bắt chó gì đấy. Bây giờ mới được một ít thôi. Giờ phút gọi là tận hưởng. You worry too much. I'm not some princess who needs to be coddled. Ôi vãi. Gãy thang luôn. Ok, cảnh này đẹp đấy. Giờ mình có cứu không hay là đứng đợi thử xem là cô nàng này trụ được bao lâu? Thôi đi thôi. Cloud. À, nó gọi mình kìa, nó gọi mình kìa. Cloud. Đây, người ta cứu đây. Thank you, Cloud.
Từ trên cao chúng ta nhìn khu vực này rất là nhiều đống đổ nát. Nhìn khá là dã man. Kiểu bãi phế liệu vậy. Too dangerous? Too much. A whole world bursting with life. Maybe more than I can handle. I think sometimes, even now, people hate. Cô nàng này có vẻ hơi cởi mở quá đối với người lạ đấy. But I don't. How could I? All that passion, all those dreams, flowing and blending together into something greater. Kể cả những cái chuyện mà đã từng có ý định rời bỏ nơi này cho Cloud nghe. Okay. Lần này Eric bảo là cô ta sẽ đi trước. Nào đi đi. Maybe I'll go on ahead and leave you all by your lonesome. Thả thính thế nhỉ? Ôi giời. Then you talk. Tell me a story. Đi đi bà. Not for free. Cheapskate. You're. Dạ ôm mày, dạ ôm mày, dạ ôm mày. Gotcha. Chết lập trò bà. Bình thường thì ông nhảy phát là squat đấy chứ. Còn cả cầu tút ở đây nữa. Rồi sao nữa? Một chặng đường khá xa rồi đấy. Cảm giác đúng kiểu mình đi hẹn hò. Thả thính nhau vãi chưởng. Không nhảy được à? Tôi vãi. Ngon. My hero. Never a dull moment with you. That a compliment? Not really. Thanks anyway. Ai da. Ok. Rồi, có vẻ là sắp tới là sẽ có vực đánh nhau cho nên từ giờ chúng ta sẽ team up cùng với Aerith ở đây. Lối này quay lại nhà thờ là quay lại là lối đằng sau này. Thế thì mình sẽ thử quay lại nhà thờ lối này. Trước đó thì sẽ xem xét xem là Aerith đồ đạc nó như nào đã. Đây. Một cái material là Prey. Hồi một ít máu. Cái này chắc sẽ giữ lại. Một cái Blizzard. Cái gì đây? Refocus là cái gì? Limit Break. Mình cũng không hiểu cái Refocus này để làm gì nữa. Hiện còn một slot trống thì ok. Lắp thôi. Chắc chắn cô nàng là sẽ giỏi về phép thuật cho nên mình sẽ đeo thêm một cái về phép. Rồi. Tiếp theo là về đồ đạc trên người. Đeo cái talisman này vào cho nó khỏe này. Đang đeo cái Mithin Amulet à? Cái Mithin Amulet này thì khỏe, nhưng mắc khỏe là còn gì nữa. Không cần phải đổi gì cả. Mithril. Ồ, nhưng cái này sẽ thủ nhiều hơn. Giảm thủ phép. Thủ phép của Aerith cao phết nhở. Mỗi tội là. Thế thì mình sẽ dùng cái Titanium Banger này để bù lại. Ok, dùng cái này bù lại. Good. Cloud thì sao? Cloud đang dùng cái Leather. Cái này có vẻ đều. Đây. Đeo lên cái này thì lại .
nó cứ kiểu lệch lệch nọ lệch kia, nó không đều hẳn anh em ạ. Nếu mà đã tăng thủ vật lý thì sẽ bị mất thủ phép, khá phân vân đấy. Mà Cloud thì thôi mình muốn giữ. Giữ thủ vật lý. Thôi tạm thời vậy, không thay đổi gì cả. Tiếp theo là vũ khí của Aerith. Đây, chưa nâng tí nào. Godstick. Max MP. Magic Attack cộng 12. Úi dồi, nhiều thế. Đúng là chuyên phép. Cộng thủ này, ok. Mà thủ Magic HP này, ưu tiên. Sang bên này lấy thêm một slot material nữa, luôn luôn ưu tiên. Rồi, còn một thứ để cộng nữa thôi. Toàn cái gì anh em ạ? Basic attack cộng 5% dam. Rồi, ok. Thì quay lại lắp thêm cho Aerith một cái material nữa. Không biết là chúng ta có nên luyện chung không nhỉ? Ví dụ như lấy một cái của Barret hoặc là Tifa đang cầm ra chẳng hạn. Tifa đang cầm cái băng này. Thì lấy cái băng này sang đây nhá. Hay thôi dùng cái lửa đi. Sau này mình đỡ phải loạn. Đấy, một mình Aerith là có cả lửa, cả set, cả băng. Ngon rồi. Tí vào trận xem đánh đấm như nào. À, không được đi đường này rồi. Từ giờ là chúng ta chỉ có hai người thôi này. Cái gì đấy? Đây. Hướng dẫn cách đánh nhau của Aerith đây. Chúng ta sẽ đứng từ xa, giữ chặt vuông để tiếp tục làm phép. Ok. Yếu quá, yếu quá, yếu quá. Được cái là được cái là đứng từ xa đánh thì nó cũng không không nguy hiểm lắm. Nào, chúng ta cần thêm quái để thử. Chưa đánh được nhiều. You sure you want to fight? Deal with that. I'll show you what I can do. Đừng đánh vào tao. Tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra. Rồi. Cái gì đây? Giữ tam giác để focus magic. Really to unleash tempest a powerful magic. Ồ, dị thế. Giữ tam giác. Vãi, chưa kịp đánh. À kinh. À kinh. Tức là với mỗi một cái thể loại, mỗi một thể loại gậy thì lại có một thể loại tempest khác nhau. Ăn máu thôi. Tiếp tục nào. Chưa nghịch được nhiều lắm. Chạy xa quá nhỉ? Chúng ta đang đi đâu đây? À, đây là đường trở về nhà ga. Ga tàu điện. Ga tàu hỏa. Ga tàu hỏa.
Thế là từ đây là chúng ta có thể chạy về Sector 7 rồi. No need to shout. Popular place. Yeah. Well, it's got a good view of the reactor. It's on fire! In a show. They know that. Don't worry. Oh, didn't expect to see you here, huh? Yeah. Oh, on your way home from the church? That's right. Well, I'm glad you're okay. Did any debris hit the church? Not debris. No, that's something at least. But you may not be so lucky next time. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ok, đi tiếp. À, như này lắc vòng à? Cái gì đây? Còn quân đội lẻ đến đây làm gì không biết nữa. Đây, lại một thằng tớc nữa. Trông mặc đồ đen này, chọc đầu trông rất là khủng. Đeo kính râm nữa chứ. Đen từ đầu đến chân. Another Turk. A real man on a mission. On the hunt, more like. Có vẻ là như là đang đi săn tìm ai đó. Don't know. Don't care. Chả biết nhưng mà cũng chả quan tâm. Let's stick to the back streets. Thì thôi, chúng ta quay về thôi. There will be monsters. Monster thì sợ gì? Better than Shinra. Lối này đúng không? Nghe chúng ta không đi lối này à? They'll see you. Ok, chúng ta sẽ phải tránh tránh bọn quân đội, tránh bọn lính. Thì mình sẽ đi đường này. Hiện là mình đang đưa Eric trở về nhà đây mà. There's a Shinra dump site up ahead. Not the kind of place anyone would ever choose to hang around in. But a great place to lay low. They've got the run of it. So. No telling where they'll come from. Đánh Cloud xong rồi để Aerith auto đánh hỗ trợ mình từ đằng sau là được. You'd better watch out then, Cloud. Stay back! Hey! Bị bắt rồi! So it's my turn? One more shot! Cái gậy này nếu mà khi mà có nhiều địch thì nó có thể bắn được ra phép cùng một lúc đánh trúng nhiều con địch. Ngon nhở? Có hai ngã rẽ, mình không biết đi đường nào đây. Có lẽ là rẽ lên trái, trên này sẽ là đường cụt. Tôi rất thích đường cụt tại vì chúng ta sẽ có thể nhặt được đồ hoặc là gặp gỡ những cái gì đó. Ủa, chả có gì ở đây à? Chả có đồ đạc gì ở đây vậy? Không xứng danh với đường cụt tí nào. Bỏ tay. Đoạn này khả nghi lắm này, dễ co quái. Đâu? Đây hả? That
Cửa không mở, có lẽ là cửa bị hỏng. Nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ tím là đi mở cửa này. Bằng cách nào đó chúng ta sẽ phải đi vòng, đi một cái đường vòng mà quay lại đây để mở cửa. Ok, let's go. Thể hiện sức mạnh nào. Được chưa? Khỏe chưa? Khỏe thế gì nữa? Ồ, chúng ta phải đi vòng khá nhiều đấy, khá xa đấy. Thỉnh thoảng thì đi khám phá này cũng vui. Mà do đây không phải là game open world cho nên là chúng ta không phải là lo ngại gì về việc là đi nhiều cả. Những con đường nó chỉ toàn là đường hẹp như này nên không sợ phải đi khám phá nhiều và bỏ lỡ một thứ gì đó cả. Ok, leo lên đây. Cái gì đấy? Thôi rồi. Láo. Nó đi dùng lửa. Đỡ. Sao? Có thể này nữa. Đi sang đây chỉ để lấy một cái item này. Sau đó nhận ra nó chỉ là một cái cục hồi máu thì chắc là tức chết. Nào, cái gì đây? Ồ, đồ này. Để xem đeo vào có xịn hơn không. Ngon. Xịn thì xịn đấy. Chúng ta sẽ có thêm slot đồ. Tuy nhiên thì thủ bị giảm đi rất nhiều. Không đáng lắm nhở. Không đáng. Cần quá thì phải luyện nhiều. Material ở đâu? À khoan, ở đây có lối mà. Rồi, lại phải leo lại đây rồi. Nhạc hay vãi. Anh em công nhận đoạn này nhạc hay không? Rất là hợp với kiểu đi đi tìm đường, vừa đi vừa tìm đường này. There, check it out. The heart of the slums. Đâu? Heart of the slum tức là trái tim của khu ổ chuột á. Getting tired? No. Me, I'm feeling a bit hungry. How about you? Aerith đang kêu đói. Don't have time for that. You'll want to make time for my mom's cooking. And that's the final word on it. We'll get home quick and eat ourselves stupid. Okay. Let's go home. Không biết là có boss không nhỉ? Có một con mini boss nào đó không? Bọn này vẫn chỉ là creep vớ vẩn thôi. Try to stay behind me. That way I can cover your back. I'll take care of them. Thả cái lao ra ở kia. Camera kiểu gì đấy? This one's for you. Let's go. Xong. Có một lối bên bên này.
Đây có gì hot ở đây? Ồ. Chỗ này nghi ngờ vậy. Chỗ rộng này rất có thể là đánh boss. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ như không có gì. Mình nghĩ là nó để dành cho một cái nhiệm vụ nào đó sau này rồi. Một nhiệm vụ nào đó sau này chúng ta sẽ phải quay lại đây. Đi tiếp. Đây là có cái gì này? À, đu dây sang đây nữa. Lắm vẹo thế. Remedy là cái quỷ gì? Mà công nhận thế, từ đầu đến giờ mình chỉ quan tâm đến máu HP thôi chứ mình không quan tâm đến mana. Hình như không có cái đồ gì để hồi mana hay sao ấy. Chắc ở đấy có mấy cái con robot như kiểu trong Avatar ấy. Người chui vào trong để điều khiển. Đây thì lại có một cái cửa không thể vào được. Ồ, bên trong này có nhiều cái hay nhở. Không vào được mới đau chứ. Một cục material nữa kìa, summon kìa. Rồi, đừng bảo là cửa lại còn này còn không mở được nữa thì thôi đấy. Rồi, chúng ta đang quay trở lại chính cái đường vòng này đây. Đi thẳng lên đây là mở cửa là xong. Ô, cái gì đấy? Sucker! Chết đi! Làm combo đúng mà chuẩn bài. Ơ, chạy, nó nổ. Ai trưởng rồi, bọn này nó còn nổ sau khi chết nữa. Ô khỉ. Ồ, mình có phép trên cả Kura này. Nó là phép Regen. Regen tức là khi mà cast phép thì chúng ta sẽ hồi máu theo thời gian luôn. Hay chưa? Đâu nhở? Đây. Cái gì ấy? Tự nhiên có con này ở đây. Đây. Lên đây mở cái cửa để thông đường. Chính xác là cái này. Vậy mở từ bên này. Chuẩn luôn. Rồi, thế thì bây giờ đi nốt đây là xong rồi. Đúng nhỉ? Đây chứ, ở đây còn đồ để lại để ăn hay sao ấy. Gì đây? Sao lại đẩy như này nhỉ? Chưa hiểu lắm. À, có thể là đẩy để chúng ta leo lên đây. Để có đường đi. Chuẩn rồi. Tất cả chỉ để sang bên này. Để xem có đồ đạc gì ngon. Ồ. Ở đây là đường đi. Ok, tức là cái cửa này không mở được mà mình phải leo. Leo sang bên này à? Để mở cửa. Cứ tưởng cái lối bí mật nào. Ờ, đúng không? Đấy. Chơi những cái con game kiểu tìm đường như này thì cái thói quen của mình là hay tìm những cái đường mà mình nghĩ là đường cụt trước.
Và đôi khi nó lại chính là cái đường chính cần phải đi trước khi chúng ta kịp thử cái con đường chính. Gì nữa đây? Cái chỗ này hình như chắc cũng không mở được. Sau này mới qua là cũng mới đến được. Mình sẽ đi thẳng đường này để về nhà. Chắc là cũng không còn quái nào nữa rồi. Đường hẹp lắm, không đủ cho một trận chiến. Should be able to relax a little now. Don't forget about the Turks. Good come. Chúng ta đến cái ngã rẽ này. Ok. Thì đây là cái đường mà trước mình đi này. Cái đường mà có cảnh sát đấy. Thế đã đi đường này. Nhưng mà mình đã đi một cái đường vòng như này. Đi cái đường vòng như này. Vậy thôi mà chúng ta gặp nhau ở ngã ba này. Thì bây giờ rẽ trái quay về đây là xong. Thử đi ngược lên xem nào. Không cho đi, ok. Ủa? À ừ, đây là sector 5, khu vực 5 nó khác khu vực 7. Khu vực 7 là cái chỗ nhà của Tifa với bọn Barret. Còn đây là khu vực 5, chúng ta lại đến vào cái khu vực mới rồi. Đây sẽ là nhà của Eris. Rộng quá nhỉ. I'm standing inside the gutted shell of Mako Reactor 5. They're working for Wutai, isn't it obvious? There's still a lot of smoke rising from the rubble. So they don't have to break the cái chỗ mà mình vừa ngã xuống đấy. Those poor devils are trying to start another war. Been mostly extinguished. So if we help catch the bombers, we get a reward or something? That's the director of Shinra's Advanced Weaponry Division, isn't it? Enough of that doom and gloom. Giám đốc chuyên về sản xuất vũ khí à? Trông nóng bỏng vậy. Ủa. Reactor 5 has been temporarily shut down and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control and the people of our fair city need not worry about any additional complications. Ok, bà này đang trấn an lòng dân thôi. Mọi chuyện thì đều đang trong tầm kiểm soát hết cả. Anh em không cần phải lo gì cả. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the eco-terrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in Midgar. And given that this group has now attacked two reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? What do you think? Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. All right, let's go. All right, let's go. Mọi người tụ tập ở đây để xem TV chứ. Có lẽ chúng ta không đi lung tung nữa mà đi theo Eris luôn. Sau này sẽ còn nhiều thời gian để khám phá cái khu vực này. Oh, what timing. Mind lending me a hand? Place is really hopping, huh? Nice side effect of the train situation. So, what do you say? I'd love to, but bận rồi, đang đi hẹn hò giúp cái cô củ củ cải. Nha. Bọn trẻ con trèo lên hết lên mái nhà chồng bọn điên. Trèo lên mái nhà chơi mới sợ chứ, ngã hay sao? Who's this guy? À, nó hỏi mình. He's a mercenary and currently my bodyguard. That's Oates. Hello. Tôi là May. Hỏi đi tiếp. Cái
Khu này có vẻ hơi nhiều trẻ con so với mình nghĩ. So, what are you guys up to? We all went to see the reactor. Oh, that's right. You're supposed to come by the house. What for? I don't know. You're just supposed to. Well, guess we have a new destination. I should probably explain. The Leaf House is the local orphanage. That's where all these kids live. À. Hey, Aerith, where'd you go? Ở gần đây có một cái trại trẻ mồ côi. Đây. Why, hello, Aerith. As popular as ever, I see. Apparently, but they sure keep me on my toes. Better than being bedridden. Thanks again. Dự kiến là có khi ở trong cái khu vực này chúng ta lại có thêm một mớ những cái nhiệm vụ phụ cần phải làm. Oh, I have my ways. And him? He's my bodyguard, just until I get home. And you're sure he's up to it? Hmm, maybe. Since I'm so generous, I gather medicinal herbs for his patients sometimes. Here's the Leaf House. Đây chính là Leaf House, nhà tình thương. We're back, and we brought Aerith with us. Sorry to make you come out here. Don't be. It's on my way home. Well then, I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently, I thought some flowers might help cheer everyone up. I'm sure they will. And bà này mặc cái váy hình con chó. Con chó mà trong những phần trước chúng ta làm nhiệm vụ và đi theo cái bức gravity của con chó ấy. Ok, thì Aerith vừa được nhờ là mang thật nhiều hoa đến đây để tổ chức một cái buổi lễ gì đó. Và chúng ta đi vào chỗ này chắc là đường về nhà đây. The same to me. Huh. You sure you want to say that to a florist? Better than lying. Okay. Then what'd you do with the flower I gave you? I gave it away? I did. Ooh, to who? Tell me. Don't recall. Hmm. What? Aerith hỏi mình là cái hoa mà ở đầu game Aerith đưa cho mình thì Cloud đã đưa lại cho ai rồi? Có một chút ấp úng anh em ạ. Tối thế. My house is just up this path. Mom should be home by now, so I'll introduce you. Ok, mẹ đang ở nhà. Và em sẽ đưa anh về giới thiệu ba má. À đâu, làm gì chắc gì còn ba. Anh chỉ nói là mỗi mẹ ở nhà thôi. There you go. Wow. That's my house. It's amazing. Nhà méo đẹp này. Xịn vậy. Này phải nói là so với cái khu ở trong kia thì đây phải là nhà này phải là nhà kiểu biệt thự ấy. Đẹp vãi. Sân vườn đủ cả. Các kiểu. Trồng hoa. Còn nãy mẹ không có nhà nữa thì thôi rồi đấy. We got to know good. Rude came by. So, this is my mom, Elmira. And this is Cloud. Con chào my mẹ. Bodyguard. Hi. Take good care of her. That's my job. Or was my job. Yep. Thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? Yeah. Then I'll show you the way. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you'd just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom. I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning. Dù mình ngủ lại rồi, dù mình ngủ lại qua đêm ở đây rồi. That's true. She's got a point, Cloud. Hold up. Oh yeah. I still need to deliver some flowers to the Leaf House. Since we have a little time before dinner, you should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way,
Do you know what I promised him? I'll do it. I'll go grab the baskets. Be right back. Nhanh mồm nhanh miệng gớm. Vậy là Cloud sẽ ở lại đây cho đến ngày mai thì mới quay trở lại với Sector 7. Và hiện tại thì Aerith đang đi thay đồ, kiếm cái giỏ để chúng ta đi thu hoạch hoa đem cho nhà tình thương. It must be tough. No, never mind. Ok. Thế thì ok, mình sẽ kết thúc clip ngày hôm nay ở đây. Sang phần sau, sang phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi nhặt hoa nhá. Clip ngày hôm nay có vẻ khá là êm đềm anh em nhở, không có nhiều trận đánh gay go cho lắm. Thì nó cũng là một cái khoảng lặng sau trận đánh chùm ở phần trước thôi. Ôi, nhà tiện nghi đầy đủ này. Ok, mình sẽ đứng ngay đây để save game. Cảm ơn anh em xem hết video, hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube của Moontoy Station nhá. Sắp tới mình sẽ làm thêm rất là nhiều những clip về gaming. Tranh thủ những lúc mà vừa chơi thì mình sẽ vừa record lại. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em.